Đồ gỗ Thủy Tiến Thịnh kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì đồ gỗ Thủy Tiến Thịnh lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một tác phẩm từ gỗ Ngọc An. Thì đây là một chiếc khay trà được chế tác từ gỗ Ngọc An đỏ hoàng su phì Hà Giang. Thì đây là sản phẩm đã được BU mặt trên và mặt dưới thì vẫn đẹp mộc. Đây các bạn nhìn mặt dưới vẫn mộc. Thì cái gỗ Ngọc An này thì đây là khi mình BU rồi nhưng mà nó vẫn có cái vết trắng lên tuyết đấy, tuyết nó vẫn phủ lên, đặc biệt là các cái vết đen đen này đấy, khi tuyết nó gặp BU nó chặn lại thì nó xùi lên đấy. Các bác chơi thì nhìn thấy nó rất là mượt, nó đẹp hơn là để mộc. Để mộc thì nó thơm hơn nhưng mà nó lại có cái mùa hanh khô, nó sẽ bị lứt đối với miền Bắc. Thì em cũng chia sẻ rất là thật, thì cái dòng Ngọc An nó là như thế, và tất cả các dòng gỗ thế để mộc thì đều lứt hết, kể cả từ gỗ chắc, gỗ xưa. Các bạn nhìn tác phẩm tuyệt vời ông mặt trời. Sau mấy ngày mưa tầm tã, hôm nay bắt đầu có chút ánh nắng le lói lên sáng này. Em có chút đam mê bonsai. Thì em xin thông báo với quý vị và các bạn thì chiếc khay trà có chiều rộng là 68, chiều sâu là 48 và dày là 10 cm. Chỗ này là dày 10. Đây là những chỗ sen này. Khi là một cái cục lũa này mình phay đi, mình hạ thấp xuống, thấp chỗ này khoảng 3 phân. Chỗ này lên dãy lên xuống 3 phân để tạo thành cái vùng trũng. Chúng ta có thể để bánh kẹo, để khay trà. Đây là cái lá sen. Lũ sen. Các bác quan tâm đến sản phẩm xin liên hệ số hotline 0986 19 19 19 hoặc truy cập website www.langhedonggiao.vn. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thank you for watching.